Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Cung Đàn Quê Hương. Chuyên mục Cung Đàn Quê Hương hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức bản nhạc Đất Võ Quê Tôi, sáng tác của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Đào Duy Hiền, do các nghệ sĩ nhà hát tuồng Đào Tấn hòa tấu dàn nhạc dân tộc.
5 đến ngày 10 tháng 6 năm 2012 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, diễn ra Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất năm 2012. Có thể nói, đây là những ngày hội để các nghệ sĩ ở khắp mọi miền đất nước tụ hội về đây khoe tài. Nhiều tiết mục đã được đánh giá cao, đặc biệt điểm mới nhất ở lần liên hoan này là các nghệ sĩ nhạc công ở các đoàn sân khấu chuyên nghiệp được trực tiếp tham gia dự thi như Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Cải Lương Việt Nam, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Nhà hát Tuồng Đào Tấn, Nhà hát Múa Rối Nước Thăng Long, v.v. Đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ được đứng trên sân khấu để thể hiện những bản nhạc mà trước đây họ thường xuyên ngồi dưới hoặc sau sân khấu để đệm cho các vai diễn. Mặc dù vậy, với lối trình tấu và phong cách biểu diễn đĩnh đạc của các nghệ sĩ tham gia đã làm khán giả tán thưởng, đặc biệt đã thuyết phục ban tổ chức và ban giám khảo. Bản nhạc mà quý vị và các bạn vừa thưởng thức là bản nhạc Đất Võ Quê Tôi do nghệ sĩ Triều Dâng thể hiện bộ gõ cùng tốp nhạc Nhà hát Tuồng Đào Tấn. Tiết mục đã đạt huy chương vàng tại liên hoan. Với nhiều năm lăn lộn gắn bó với dàn nhạc của Nhà hát Tuồng Đào Tấn, và mặc dù đang còn rất mệt bởi vừa hoàn thành tiết mục dự thi của mình, nghệ sĩ Triều Dâng vẫn hồ hởi tâm sự với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những tâm huyết khi sử dụng cây trống để thể hiện một tác phẩm hay đệm cho một vai diễn. Thông qua cái tác phẩm vừa rồi thể hiện, đây là một cái tác phẩm thể hiện về cái bài nhạc võ của Tây Sơn, tức là cái bài này với tính chất của Quang Trung khi ra trận là có cái bài nhạc để là một cái động lực, là một cái khí thế để mà Quang Trung ra trận. Thì trên cái bài nhạc võ Tây Sơn thì nó gồm có 3 hồi, nhưng mà hôm nay thì tôi thể hiện 2 hồi sau thôi. Thì đoạn này là tôi thể hiện từ cái đoạn hành quân nhanh tới đến cái đoạn xung trận phá thành và khải hoàn chiến thắng. Cái nội dung như thế thì nắm được cái tính chất của cái bài nhạc như thế thì Quang Trung ở một cái vùng đất võ, cho nên là cái tính chất nó rất là hồng tráng, nó rất là cứng nhắc, nó rất là có cái gì đó nó rất là khoe khoang, nó không yếu điệu như những cái bản nhạc khác. Thì chính vì thế thì tôi nắm bắt được cái nội dung đó và cái tinh thần của cái bài nhạc thế, thì bản thân mình thể hiện trên cái nội dung đó. Tất nhiên là cái bài này đánh xong rồi thì rất là mệt, nếu mà đánh không mạnh tay không hết gân thì nó không ra chất của cái bài này. Chính vì thế khi biểu diễn xong thì nếu mà sức khỏe nó yếu thì thể hiện không mệt tí. Thưa quý vị và các bạn, qua những lời tâm sự cũng như giai điệu của bản nhạc Đất Võ Quê Tôi của nghệ sĩ Triều Dâng đã phần nào cho chúng ta hiểu được những nỗi vất vả của một nghệ sĩ khi thể hiện bằng những cây nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là người thể hiện bụ gõ. Qua đây chúng ta cũng thấy được tình yêu nghề, yêu quê hương của một nghệ sĩ trên miền đất võ Bình Định thật lớn lao. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức lại bản nhạc Đất Võ Quê Tôi một lần nữa.
Quê Tôi, sáng tác của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Đào Duy Hiền, do nghệ sĩ Triều Dâng cùng tốp nhạc nhà hát tuồng Đào Tấn thể hiện bằng Chúng Tôi Thu Thành tại cuộc liên hoan. Chuyên mục Cung Đàn Quê Hương do biên tập viên Kim Anh biên soạn đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.